Rồi, mình xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh nha. Nay mình về được mớ máy anh em. Lên clip cho anh em mình xem, anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo mình. Số điện thoại mình dưới phần tiêu đề nghe anh em. Kênh mình bán thì có hai hình thức thôi, anh em chuyển khoản thì mình bao ship. Còn anh em nhận hàng trả tiền thì anh em trả tiền máy với tiền ship nghe anh em. Tất cả máy đây là hàng nội địa Nhật điện 100V. Anh em cân nhắc nguồn điện nhà mình trước khi mua máy nha, để anh em ghim nhầm vô rồi nó cháy nghe anh em. Đấy. Thôi rồi. Mình vô nha, rất rẻ nha anh em. Trời trời bão còn mù mịt quá anh em. Hôm nay cũng hơi tối tối vậy. Mình cũng mở đèn lên rồi mình cũng thấy cũng hơi mờ mờ đó anh em. Đây rồi, mình vô. Đầu tiên là một cây cắt cỏ. Cắt cỏ, cắt cành, cắt kiển, cắt gì nè anh em. Cây này là điện 100V, 130W nha anh em. 130W, đây anh em cắt kiển. Hàng rào, công viên biệt thự. Đấy. Dây nguyên dinh nó dày nè anh em. Mình phải chèn nha. Cây số 1. Cây số 1 200 nha anh em. Cây số 1 200k. Cây số 2 là một con vít đi anh em. Vít này dành cho những anh em nào sửa điện tử anh em. Điện 100V 35W nha anh em. Này nhận xuống nó mới chạy nha. Đấy. Đây nó có 9 cấp nha anh em cứ dặn cái này là thay đổi cấp nha. Đấy. Nó dặn vô càng dặn vô thì nó càng cứng thì như là so nó càng mạnh thì nó nâng cấp lên. Đây anh em. Đấy. Đảo chiều nè anh em. Đấy. Tìm ru nè anh em. Ra băng làm gần nghe anh em, mắc kênh ra băng nha. Ngon lành. Dính điện tử. Cây số 2. Cây số 2 300 anh em. Cây số 2 300. Cây số 3 là một cái fan đây anh em. Một cái fan. Cái này nó nói là tới là 9 cấp được một cấp fan nha anh em. 9 cấp được một cấp fan. Điện 100V nó 230W nha anh em. 250W. Đấy. Fan có cấp được luôn. Đây anh em. Đấy, có đèn nha. Đấy anh em có đèn rước nè, đèn ngon lành chưa? Đấy, đèn nó đổi xuống nè anh em. Điện tốc độ ok hết nha. Đây đảo chiều nè anh em. Đấy. Đầu đồ là nhẹ ra nha. Cấp được anh em. Đấy, cấp được. Anh em cứ nâng lên. Đấy, được anh em. Càng ngày càng cứng nha anh em.
Đấy, mặn rồi đó. Cái này hết nổi rồi nha anh em. Anh em chuyển qua cấp phan nữa là ok nha. Rồi đi vuông nha. Đấy, đèn đốt ngon lành. Cây số 3. 350 nha anh em. Cây số 3. 350k. Tiếp theo cây số 4 là một cây Ruby. Đấy, cây này điện 100V. Nó 160W nha anh em. Đấy, nó có cấp 1, cấp 2 đây nè anh em. Đấy. Cái này nó 20 cấp được nha anh em, 20 cấp được. 20 cấp được là 1 cấp khoan. Đây nè. Đấy. Đầu là nhẹ nhàng tình cảm, điều tốt ok nè anh em. Đấy. Đây đảo chiều nè anh em. Đấy. Đầu là nhẹ nhàng nha, đấy, điều tốt ok đấy. Đây cấp 1, cấp 2, đây nè, chậm nè, nhanh nhanh anh em đẩy lên, nhanh, đấy. Đây nè, cấp được á. Nặng rồi anh em, nặng rồi. Nó tới là 9-10 rồi, nặng rồi, tới 20 rồi nó mạnh lắm. Đấy, ngon lành cành đào nha anh em, đấy. Cây số 4. 350 nha anh em. 350k. Cây số 5 là một cây mài đấy anh em, một cây mài Ruby. Cây này là điện 100V. Nó 730W nha anh em. Lửa một tấc nha, cây này đẹp nha anh em. Đấy. Không lành chưa? Mấy cây này chắc lắm nha. Đây. Thường mấy cái dòng này là có thắng nè anh em. Mà cây này sao nó không thắng, như than bỗng nó chưa ngon hay sao. Đấy, ngon lành. Cây số 5. Cây số 5 300k nha anh em. Cây số 5 300k. Cây số 6 là một cây mài. Một cây mài. Đây một cây mài Toshiba nha anh em. Đây, một cái mài Toshiba len keng luôn. Ốc 7 màu hết trơn anh em. Đấy, ốc 8 của nó nè. Nó đẹp. 7 màu luôn. Cây này điện 100V. Nó 530W nha anh em, 530W. Đấy.
lưỡi cũng lưỡi một tấc luôn. Đây nè, đẹp cực kỳ luôn. Cây số 6 350 nha anh em, kéo 6 350. Cây số 6 350k. Cây số 7 đây nè, cây số 7 là một cây. Đấy. Một cái mài này, cái mài nó có điều tóc nha anh em. Mài này nó có điều tóc nha. Điều 100V. Nó 550W nha anh em. 500 nó không có dè nha anh em. Mấy cây này nó mình không có dè. Hết ráo dè chứ có dè mình gắn vô. Mình hết trơn dè rồi. Đây nè, đấy. Lên nè anh em, lên. Lên, đấy, lên. Đấy, cấp 1 là rỉ rả luôn anh em. Đấy. Còn lên thì lên nha. Đấy. Đấy. Cây số 7 450 nha anh em, cây số 7 450. Cây số 7 450. Đây, cây số 8 là cũng một cây điệu tóc nha anh em. Nói chung là mình đòi về đợt này nó không có dè nha anh em. Nó không có dè. Cây này là điện 100V, nó 500W nha anh em, lưỡi cũng một tấc nha. Nó không có dè, thành ra về anh em mua dè vô nha. Dè 10.000 20 gì đó. Đấy, cấp 1 thì rã luôn, lên. Lên nè, đấy. Không làm chưa? Cây số 8 450 nha anh em. 450. Cái này cái tem nó hơi lem đem nha. Cái số 8 450. Đây nè. Cái số 9 là cũng một cây y vậy luôn anh em. Nó cũng có điều tóc luôn. Đấy, tem nó cũng hơi lem đem thôi. Đây nè. Nên giảm xuống này, giảm nè. Đấy. Cấp 1 thì đi rã luôn, lên. Lên nè, đấy. Đấy. Đừng đu. Đấy. Cũng 500W nha anh em. Điện 100V, 500W. Cây số 9
450 nha anh em. 9450. Đây, cây số 10 đây. Cây số 10 là điện 100V, 500W. Mấy cái cây kia màu đen, cây này màu xanh thôi, nó cũng y chang nhau, không khác gì hết nha anh em. Đấy. Qua thử chạy ngon lành rồi. Đây chứ. Thôi, cây này giờ nó kẹt rồi, nó kẹt mình để đó đi. Kẹt mình bỏ nha, bỏ lại đi. Cây số 10 đây. Gạt bỏ lại, cây số 10 là một cây phân gốc đây nè. Một cây sao phân gốc Makita. Cây này là điện 100V, nó 300W nha anh em. Phân gốc. Đấy, đẹp quá đẹp luôn. Đấy, có đồ mở đây luôn. Cây phân này nó có đảo chiều đây nha anh em. Đảo chiều nha. Mấy khi mới được coi có mấy cây có đảo chiều. Đây nè. Đấy. Điều tốt bằng cọ nha anh em, bóp nhẹ chạy nhẹ nè. Bóp mạnh chạy mạnh. Đấy, bóp vô mạnh chạy mạnh. Đấy. Đây đảo chiều đây nè. Đấy. Trở lại đấy, đảo chiều. Đấy, ngon lành cành đào nè, quá đẹp nha. Đấy, quá ok luôn. Cây số 10. Cây số 10 500 nha anh em. Cây số 10 500. Cây 11 là một con vít nha anh em. Đấy. Cây 1 là một con vít. Đấy, dây đồ ngon lành. Vít Makita, cây này điện 100V, nó 400W nha anh em. Đấy, có cao su đồ đầy đủ nè, móc đeo đầy đủ. Đây, đèn có đèn nguồn luôn. Đấy. Đây điều tốc độ ok nè anh em. Đấy. Đây đảo chiều nè anh em. Đấy điều tốc độ ok nha anh em. Đèn đuốc độ ok hết. Quá ok nha anh em. Đấy, quá ngon lành luôn. Đây, chơi chặt của nó đây. Đấy. Cây 11. Cây 11 500 nha anh em. Cây 11 500. Cây 12 là một cây cưa kiếm đây anh em. Quá đẹp nha, đẹp nha anh em. Cây kiếm cây này điện 100V, nó 350W nha. Đấy. Lưỡi cưa là mới luôn nè anh em. Đấy, lưỡi cưa lưỡi này là lưỡi cắt sắt nha. Cây này là chưa xài luôn nè anh em, mới rơi hết toàn bộ luôn. Đây. Đấy, bóp nhẹ chạy nhẹ nha anh em, bóp mạnh chạy mạnh. Đấy. Bớt nhẹ chạy nhẹ, bớt mạnh chạy mạnh nha anh em. Đấy. Con lành cành đào. Cây 12. Cây 12. 450 nha anh em. 450k. Cây 12 450.
Cây 13 là một cây mắt xa để anh em, cây này thụi nè, thụi hai đầu. Đấy. Ngay giữa thì nó đứng, mà mình bật xuống vậy là cấp nhẹ. Bật lên thì cấp mạnh. Đấy, để ngay giữa thì đứng nha. Đấy, nhẹ nè anh em. Đấy, nó thụi 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 nè anh em. Đau lưng nhức mỏi. Nó hai đầu, đầu này hơi to hơn, đầu này nhỏ hơn. Anh em muốn là hạng nào đó thì tùy. Muốn hạng nặng, hạng nhẹ thì anh em, đó là cần muốn nhanh nữa thì anh em để ngay giữa anh em đẩy lên. Đấy, là nó thụi nhanh nè anh em. Đấy. Con lành cành đào chưa? Hình như là hơi bị khỏe đó anh em. Đấy. Khỏe luôn nha, chạy em ru ha. Đấy. Đây anh em, đấy. Đấy anh em, con lành chưa? Thụi thụi thụi. Để ngay giữa thì đứng. Đấy. Cây 13. Cây 13 600 nha anh em. Cây 13 600. Cây tiếp theo là một cái fan đi anh em, một cái fan Hitachi. Fan Hitachi. Cái này đẹp lan can luôn. Cái này điện 100V, nó 530W, đầu kẹp 13 ly nha anh em, đầu kẹp 13 ly. Đây nó có đồ mở mũi luôn đây, có đây. Đây. Điều tốc bằng cò nha anh em. Đấy. Đây đảo chiều nè anh em. Đấy, đảo chiều đấy, điều tốc đầu chạy im luôn. Đấy. Đây phần búa thì anh em đây đập qua búa này nè. Búa này nó ok nè. Tay cầm được chắc chắn luôn. Đấy. Cây 14. Cây 14 450 nha anh em. 450. Cây 14 450. Khi mình viết bên đồng khác cây này nó màu dữ nè. Cây 15 là một cây từ đó anh em, cây nhắm từ. Đấy. Nhắm từ. Cây này là điện 100V. Một 2.2A nha anh em. Đây. 2.2A. Đây để là 1.7A đến 2.2A. 2.2A là cỡ 200W nha. Còn 1.7A là để 170W nè. Đấy. Này chạy bằng từ nha anh em, chạy em ru nha. Chạy bằng từ. Đây nè. Đấy. Phải nó chạy em ru anh em. Anh em mà xưởng mộc mà bỏ cái nhóm từ này về chạy khỏi làm phiền nhà bên cạnh. Đấy, im ru. Chạy cực kỳ im. Im có độ nặng có, thành ra là nó anh em chỉ cần để vậy là tự nó xử lý thôi. Đấy anh em. Đấy. Cái này còn lắng lình nè. Con lành chưa? Đấy. Cái 15. Cây 15 550 nha anh em. Đây, cái viết nó mờ rồi, cái này viết cho nó rõ lên chút.
E15 550. E15 550k. Đây cây 16 là một cái cưa đây anh em, cưa kiếm đây. Cưa kiếm này cũng giống cây cưa kiếm nãy anh em, giống cây cưa kiếm 12. Đây là cũng lửa cắt gỗ. Đấy. Cây này điện 100V nó 350W. Đây cái dòng cung nó là tay cầm rồi, coi nó che này nha. Che này anh em. Đấy. Tay cầm nó che vậy là mình không có bị cắn tay. Không bị cây này nọ chọt vô. Đây. Đấy, bớt là nút nhích luôn nè. Đấy. Đấy. Bớt bằng cò nè. Đấy. Điều tóc bằng cò. Đấy, ngon lành nha anh em. Mình làm nhanh lẹ thôi nha. Nó có nhiều đó mình rớt rẽn cho nó qua cây mới khác chứ. Để có nhiều đó mình cứ làm hoài nó mất thời gian hết anh em. Cây 16. Cây 16 450 nha anh em. Cây 16 450 đẹp nha anh em. Cây tiếp theo là một cây cưa lọng Makita đây anh em. Cưa lọng Makita. Đấy, cây này là điện 100V. 100V nó là 390W. Đấy. Đây nó có cái lưỡi nè, cái lưỡi này nó hơi cong cong vậy anh em uống lại nha. Uống lại. Đây là nó có đống đá đây nha anh em. Nó có đống đá đây nè, đấy đá lưỡi đây nha. Đây anh em. Điều tóc bằng cò, đá lưỡi nha, cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì anh em muốn đá cỡ nào nó đá. Đấy. Đây anh em. Cây 17. Cây 17 350 nha anh em. 17 350. Đây cây 18 là một cây cưa kiếm nè anh em, đọc chưa? Đấy. Chúng ta nó ngon lành cho anh em. Đấy. Cái này nó hơi dính dính gì nè, nắm nắm. Đấy, cưa kiếm này đọc cho anh em. Đấy, lửa sắc luôn nè. Để mình coi. Cây này là điện 100V. Nó 350W nha anh em, 300W. Cây này là 300W. Đấy. Thấy tướng cá nó nhìn ngầu hôn nè. Đấy. Bóp nhẹ chả nhẹ nè anh em, bóp mạnh chả mạnh đấy. Đấy, bóp nhẹ là nhúc nhích chút chút luôn nè. Đấy. Cây 18. Cây 18 450 nha anh em. Cây 18 450. Cây 19 là một cây nhám nha anh em, một cây nhám Toshiba nha anh em. Nhám Toshiba. Cây này là điện 100V. Nó 2A nha anh em, 2A nó là gần bằng 200W nha. Đấy, ngon lành nha anh em. Đây là kẹp nhám nè anh em. Đấy. Kẹp nhám. Bên đây cũng vậy luôn. Đấy. Ngon lành anh em.
Toshiba. Ngon lành nha anh em, điện 100V 180W nha anh em. Đẹp cứng luôn. Cây 19. Cây 19 350 nha anh em. Cây 19 350k. Đây cây 20 nè anh em. 20 có cái vỏ, vỏ này quá chất lượng luôn anh em. Đây vỏ này nè, Tokyo. Đấy. Ngon lành luôn anh em. Đấy. Da của nó tốt ghê luôn anh em. Đó xịn. Cây 20 là một cây cắt rung nè anh em. Đấy, cây cắt rung. Đây nó có cái lưỡi xì cua nè anh em. Trong đây nó đựng lưỡi nè. Lưỡi cắt rung nha anh em. Đấy. Lưỡi này nó cắt cũng hơi mòn mòn rồi. Nó mòn có chỗ nha anh em, có chỗ là chưa nha. Bởi vì nó rung nó cắt khu vực nào nó cắt khu vực chứ không phải là chứ không phải nó xoay tròn mà nó hư hết lưỡi nha. Nó chỉ lắc qua lắc lại thôi, nó mòn một chỗ nào nó mòn chỗ thì mình cắt mình xây lại chỗ khác. Cái này điện 100V. Cây này 160W anh em, nó để 1.6 gì này, không để số watt. Bằng cây này là ra băng nha anh em, Tokyo ra băng luôn nè anh em, cây này giữ mới cứng luôn. Đấy, nó có cái vỏ luôn anh em, cắt rung, dây chạc còn ngon, ngon lành luôn, nguyên riêng. Đây nè. Nó có cái vỏ luôn đó anh em. Đây, vỏ nó như vậy. Đấy, vô. Em nó nằm như vậy. Nó có cái lưỡi xì cua nằm trong cái tổng anh em. Nó lưỡi nó cũng hơi mòn mòn rồi, nó mòn có chỗ rồi. Mình muốn cưa thì mình lật lại chỗ khác nha. Thì cái cắt rung mà. Đấy, âm hiểm cho anh em, ngon lành không? Đấy. Cây số 20. Số 20 này. Số 20, 500. Đây số 21 là cũng là một cây massage đây anh em. Cây massage. Đấy nó cũng có hai cấp nghe anh em. Cây này y chang như cây nãy thôi, nó khác cái màu thôi, màu xanh, cây này màu đỏ. Để lên nấc là thụi nè, đó thụi nhẹ nhẹ nè anh em. Đấy, cây này. Thụi nhẹ nhẹ. Để lên nấc nữa thụi nhanh. Đấy nè, đấy. Phải nó cực kỳ anh em. Đấy, về anh em làm là tan mỡ bụng, tan máu bầm, tan để vô ngay cổ cúc rồi anh em. Đấy. Cho máu lên não khỏi bị đột quỵ, khỏi bị tai biến anh em. Đấy. Đấy, cấp 1 thì đây, nhuyễn. Tắt thì kéo xuống anh lên nè, 1 nè, 2. Đấy anh em. Đấy.
số 21. 21 600 nha anh em. Số 21 600. Đây, K2 là một con vít nha anh em, dây điện ngon lành nha. Vít đầu khía nè, Makita đầu khía có móc đeo. Đấy, ngon lành nha. Điện 100V nó 360W nha anh em. Vít đầu khía thì anh em hiểu rồi, lừng lẫy. Tiếng tâm lừng lẫy. Đấy. Đấy, điều tốc độ ok nè anh em, nhúc nhích luôn á, đấy. Thắng này bực bực nha anh em. Đây đảo chiều. Đấy. Thắng cốp cốp luôn nha anh em, điều tốc đầy đủ nha. Thắng đảo chiều đầu đầy đủ nha, đèn đốt có ok hết nha. Đấy. Đột khía mà. Cây 22. Cây 22, cây này 500 nha anh em. 500. Cây 22 500. Cây 23 là một cái bào đó nha, một cái bào Makita. Makita, cây này điện 100V, nó 480W, lưỡi nó là lưỡi 82 nha anh em. Lưỡi 82 nha, lưỡi là ok nè anh em. Đấy. Lưỡi là ok hết nha. Đấy. Makita. Đây nè. Đấy, quá ok nha anh em. Đây, tướng cá em nó là ngon lành nha. Đấy. Cái số 23. 23. 450 nha anh em. Số 23, 450k. Số 4 là cái thùng đây anh em. Thùng cái con này là con bu lông Hitachi nha anh em. Bu lông Hitachi. Đấy, này chưa chùi mình chùi ra là đẹp, nó đẹp keng luôn á. Cái này điện 100V, nó 360W. Cây này cái vít chứ không phải cây bu lông nha anh em. Cái vít nha. Vít này nè. 14VA nha, mạnh nha anh em. Chứ không phải là loại 10VA, 12VA đâu, cái này là 14VA. Đấy. Đây đảo chiều rồi này nọ anh em. Có thắng nha. Đây nó có nhanh chậm đây nè. Đấy nhanh lên nè. Đấy. Thắng đồ ngon lành luôn. Đấy, đảo chiều rồi ngon lành. Đấy, ngon lành nha anh em. Đẹp đẽ luôn. Đẹp trai hết. Có cái thùng luôn. Cành đào. Cây số 24. Cây số 24 này 550 nha anh em. Số 4 550k. Cái xích. Đây, cái số 55 là một cây cái xích đây anh em. Đấy, dây sạc ngon lành luôn nè, cái xích. Cây này là Hitachi nha anh em. Điện 100V, 1330W nha anh em.
lam của nó là lam 350 nha, lam 350 Hitachi nha, hàng này hàng chất lượng nha anh em. Đấy, Hitachi ngon lành. Đây nè, vậy anh em đổ dầu vô, vô dầu nghe nè. Đấy, còn Hitachi đấy ngon lành chưa. Đấy, 35 lâm, 35 nè anh em. Đấy, hơi giờ không muốn thay gan mình luôn. Cây 25 cây 25 cây này 700 nha anh em, 700 700k. Đấy, tiếp theo là một cây cưa đây anh em, một cây cưa thân dọc Hitachi. Ở đây nó đang là lưỡi cắt gạch nha anh em. Cây này điện 100V, nó 670W. Đấy, thân dọc ống bụi đây, để nó đây để anh em về đánh cước ra là mới đằng nhôm mà. Anh em đánh ra cái là bấm bấm hới lên. Đèn đuốc là ok nè anh em. Đấy, đèn nha, nó hai đèn luôn nha anh em, đèn trên đèn dưới đồ ngon lành nha. Đấy, đây nè, đấy, cây 26 550 nha anh em, cây 26 550. Cây 27 là một cây cưa Makita nè, cây này điện 100V, 1050W, lưỡi của nó là 190 nha anh em, lưỡi 190 nha. Đây, lưỡi ngon lành nha. Đấy, đế đồ này nọ đây. Đấy, có đèn nguồn nha anh em, đây có đèn nguồn. Cây 27 550 luôn nha anh em, cây 27 550. Cây 28 đây nè, cây 28 cũng là một cây cưa Makita điện 100V, 1140W, lưỡi của nó là 190 luôn nha anh em, lưỡi 190 luôn. Đấy, ngon lành, lưỡi nó đây, lưỡi cũng lưỡi đen rồi, ngon lành nha. Đấy, để đây cũng như cây kia thôi, đèn nguồn này nó có đầy đủ, đèn nguồn đèn dưới có luôn nha. Đấy, đèn đuốc rồi ok hết. Đây, giới thiệu nhanh lẹ anh em. Đấy,
nên là anh em xem clip mình không chán anh em, giới thiệu ngoằn ngoèo quá thì anh em xem anh em cũng nản. Cây 28 550 nha anh em, cây 28 550k. Cây 29 nè anh em, cây 29 là một cây bắn ghim nè, bắn ghim dây điện của nó thôi là một khúc luôn nha anh em, dây điện phải là dây điện khủng khiếp, khủng khiếp nha, dây điện to thật là to nhưng mà nó dài thế ớn luôn anh em, dài khủng khiếp luôn đấy, bắn ghim đây, ghim của nó có nghe anh em, ghim của nó còn sẵn đây nè đấy, đưa cái thùng giấy kia kìa đấy, ngay như đây nè, đây nè, đây mình sớm mình cũng bắn thử mấy cái rồi này, giờ mình bắn tiếp cho anh em xem nha. Này là điện 100V nha anh em, Hitachi này nha, con lạnh nha, đẹp đẽ đẹp trai, ghim điện 100V vô vậy anh em bắn ghim. Đây nè, đấy, đây nè, đấy, báo phát là báo dính nha anh em, báo phát là báo dính nha, đấy, đấy nè, phải là bắn là ok. Giọt bẻ cái tay mình luôn rồi, đấy, ngon lành nha anh em, mình bắn từ ta lả nè, đấy, bắn ghim này dành cho anh em nào mà làm yên xe, niệm xe, đấy, làm salon này nọ đó anh em, về đó anh em, quất cái ghim này, điện 100V, khỏi xài hơi anh em, xài hơi thì còn tốn bình hơi, cây này khỏi hơi, đấy, ghim là mình có sẵn đây, về anh em cứ theo ghim đó mà mua là ok nha anh em, đấy, dây điện phải nói là dây điện thì khủng luôn, dây điện thì khỏi phải suy nghĩ nha, dây điện nó to mà phải nói là dây nguyên riêng của nó, phải nó cực kỳ nha, đấy, dây dài nhận luôn. Cây 29 29 600 nghe anh em, đấy, cây 29 600. Đây, tiếp theo là cây 30 đây nè, cây 30 là một cây này, cây này cái cắt mini vậy nè anh em, đấy, đây nó chế vậy nè, cây này Mitachi nha anh em, đây có Eto kẹp nè anh em, chưa, đấy, cây này điện 100V, nó 530W nha anh em, lưỡi một tấc nha, đấy cây này nè, đấy lưỡi tấc, cây này nó lưỡi nó 125 anh em ơi, để 125mm đến tích 2. Đây 125 đây, nó có thông số đây nè. Nó 4000 nè, nó 4000 gì nè. 4800 gì nè. Đây 125. Đấy. Vậy anh em cắt đồ lặt vặt nhỏ nhuyễn nhuyễn đây anh em. Này gắn lưỡi đá vô là cắt, còn gắn lưỡi hợp kim là quá ok. Đây, cắt kẹp Eto. Eto đây kẹp rồi cắt thôi nha. Ngon lành. Cái này anh em xài gia đình lặt vặt, cắt sắt lặt vặt là ok anh em. Cây số 30. Số 30 này 600 nha anh em. 30 600.
cây, tiếp theo là một cây cây cắt mini nè anh em, cắt sắt mini. Đấy, cây này điện 100V, nó 650W nha anh em, lưỡi của nó là 165 nha. Nó đây là lưỡi cắt sắt hợp kim nha anh em. Đây, lưỡi đó là ok hết nha. Lưỡi là thép còn đầy đặn hết nha anh em. Đấy, lưỡi là còn quá ok nha. Ê tô kẹp nhanh nha anh em, ê tô kẹp nhanh luôn á. Xíu đấy. Đấy, okay, nha, nha. Đấy. Tô cặp nhanh đây. Đấy, tô cặp nhanh. Giờ anh em bật xuống là anh em xiết lại cái là ok. Cứng. Đấy. Có điều tóc nha anh em. Điều tóc là cây này. Cái 31. 31 800 nha anh em, 31 800K. Cây 32 là một cây cây mài lưỡi bào đây nè. Đấy, cây này mài lưỡi bào, cây này là bên đây là đá mịn nha anh em, còn anh em mài bên đây mài sơn. Đấy, cái này là ra vô được nha, cái này ra vô nè. Đấy, anh em mài bên đây là mài bên đây xong rồi anh em qua bên đây anh em vuốt lại cái anh em. Đấy, anh em vuốt lại một cái là rồi, là nó cái lưỡi nó bén chắc luôn. Bên đây là đá mịn. Đấy, bên đây là đá mịn nha anh em. Đó, còn bên đây đá này nó có nhông chỗ này miếng nè, để anh em về sửa đá lại, về mài sơ lại sửa lại anh em. Đấy. Đấy nè, con làm cành đào. Đấy, cây này là điện 100V, chú quát này không thấy luôn anh em ơi. Chú quát nó hơi mờ mờ, không thấy rành được. Này nó 300 mấy W gì nè anh em. Đây, đấy mài lưỡi bào để nên nè, ngon lành nè, xoay qua vòng cho anh em xem nè. Đấy, ngon lành chưa, này tăng đưa ra vô nè anh em. Đấy, bên đây tăng đưa, bên đây con ốc này không biết nó làm gì đây, không biết vô dầu vô mỡ vô gì đó không biết, bên đó điện rồi đâu có vô gì cái đó không biết, nó chỉnh sửa gì đó nè, mình không hiểu nha. Đấy, đây ra vô đây, còn cái này ra vô bên đây nha anh em. Đấy rồi, cây mài lưỡi bào này cây 32
1,5 triệu nha anh em. Đưa cái cưa lên luôn. Đây, 32 quên nữa, mình giới thiệu anh em. Cây 32 này 1,5 triệu nha anh em. Cây mài lửa bào này 1,5 triệu nha. Đấy. Đây. Cái cưa này các bạn này mình để vừa cái cưa này luôn anh em. Cái bàn nó to quá để cái cưa nó vừa trưới với cái bàn luôn. Đấy, Makita nha anh em. Đấy. Đây. Lưỡi của nó đây ok nè anh em. Đấy. Giờ để vậy mình tép bên đây trước ha, tép cái cho anh em thấy ha. Rồi lát mình quay lên kia mình tép bên kia ha. Đây nè. Phải nói nó cực kỳ chất anh em, quá chất, nó chạy im ru. Đấy, để mình đấy xây lại hướng này. Cái này là cái móc vô đây nè anh em, móc vô đây cho mình đó dở lên vậy nó vướng lại nè. Mình muốn nhanh nữa thì mình muốn cây tùy theo sắc bự nhỏ gì đó mình chạy cho nó nhanh nè. Đấy, dở lên vậy nó dính vậy thôi. Đấy, cái tô nó nè anh em. Đấy. Cái tô chập nhanh nha. Chập nhanh nha anh em. Đấy. Vậy là anh em mình xiết vô cái là xong. Đây cho anh em xem lửa củi luôn nha. Đây anh em, lửa củi đây đây nha. Đấy. Đó là ngon lành cành đào nha anh em. Đây, thông số của nó là điện, nó là điện 100V 1450W nha anh em. 1450W, lưỡi của nó là 305 nha. Nó 3800 vòng trên phút nha anh em. Lưỡi nó 305. 3800 vòng trên phút. Số 33. Số 33 này 1,2 triệu nha anh em. Đấy. 1,200K. Đấy. Rồi, clip mình nay có nhiều máy đó anh em. Anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo mình, số điện thoại mình dưới phần tiêu đề nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh. Anh em nào đăng ký rồi cho một like anh em để anh em nhận những cái video tiếp theo dễ dàng hơn nha anh em. Đấy, đây có con đồ phá lưỡi đây nè anh em. Để mở lưỡi đây nè, đây có này nữa nè, đây tô gặp nhanh rồi. Thôi chào anh em nha, hẹn anh em lại clip sau.